Tàu hũ hay còn gọi là tàu phớ, đậu hũ là món ăn phổ biến trong mùa hè. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, tàu hũ là món ăn được làm từ đậu nành, có màu trắng ngà, mịn tan, vị hơi ngọt, giàu chất dinh dưỡng, protein, ít chất béo bão hòa, nhiều axit béo không bão hòa đa, không có cholesterol, có lượng calo thấp, không chứa gluten và là nguồn cung cấp beta vitamin, khoáng chất như là canxi, sắt, phosphor, insoflavone và là chất chống oxy si hóa. Trong đông y, tàu hũ được xem là món ăn giả nhiệt, bổ dưỡng, giúp hạ nhiệt bên trong và bồi bổ cơ thể. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ đậu nành và sản phẩm từ đậu nành giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm lượng cholesterol xấu LDL trong cơ thể và duy trì lượng cholesterol tốt HDL. Một đánh giá toàn diện vào năm 2015 về các nghiên cứu có liên quan của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu đã kết luận rằng isoflavone không làm tăng nguy cơ ung thư vú, tuyến giáp hoặc tử cung ở phụ nữ man kinh. Ngoài ra, nhiều người lo lắng việc ăn quá nhiều tàu hũ có gây hại cho nam giới hoặc trẻ em hay không. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy cả lượng đậu nành và insovravon có trong tàu hũ đều không ảnh hưởng đến mức testosterone ở nam giới. Lượng đậu nành mà trẻ em nạp vào không ảnh hưởng tiêu cực đến nội tiết tố cũng như là sự phát triển ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng mọi người không nên ăn quá 200g tàu hũ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều, tàu hũ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như là đầy bụng, khó tiêu, tăng lượng calo, dẫn tới tăng cân, tăng tích tụ acid uric, có thể dẫn tới bệnh gút. Phụ nữ ăn quá nhiều tàu hũ có thể làm rối loạn quá trình sản xuất estrogen, dẫn đến các vấn đề về nội tiết tố. Người có khối u vú, nhạy cảm với estrogen cũng nên hạn chế ăn thực phẩm này.